Xin mến chào toàn thể quý vị và các bạn. Thời tiết Hà Nội mấy hôm nay thì cực kỳ là nóng các bác ạ. Ở ngoài trời hơn 40 độ cho đến 50 độ luôn. Và ở trong nhà thì rất là oi bức và rất là nóng. Và em Tuấn cũng tranh thủ thôi. Vì vừa quay vừa bật quạt thì nó rất là ù. Nên là em Tuấn cũng tắt hết cái quạt rồi. Và tranh thủ quay một cái clip ngắn giới thiệu một dòng đài. Đây là chiếc JVC các bác nhé. Một chiếc đài cũng thuộc vào cái form khá là to cao đồ sộ của dòng JVC. Và model của nó là PCWK100. PCWK100. Dòng đài này thì để tìm được một chiếc màu đỏ thì cực kỳ là khó các bác nhé. Nếu màu đen thì nó sẽ rất là nhiều. Vì số lượng những chiếc đài mang màu sắc đỏ thì nó ít hơn. Và màu đỏ thì được rất nhiều các bác ưa chuộng. Vì nó trưng bày rất là đẹp mắt. Màu nó rất là rực rỡ và nổi bật. Đặc biệt là các bác trưng ở đầu tủ, đầu kệ hoặc là phòng khách thì rất là đẹp mắt. Và trước mắt quý vị các bạn là một chiếc JVC W100 màu đỏ. Tất cả các phần thân nhựa còn lành lặn, sạch sẽ và còn nguyên bản các bác nhé. Có một điều là nó chỉ có cũ theo thời gian thôi. Và cái đó là cái không thể tránh khỏi được. Vì nó sản xuất trên 30 năm, gần 40 năm nay rồi. Đấy, em cũng nói luôn cho các bác để các bác biết về cái phần độ mới của chiếc đài. Và hoạt động của nó thì sao ạ? Cực kỳ là tốt. Tất cả các núm nút chức năng còn nguyên bản, anten quai sách là zin hết. Núm nút là chưa bị lai căng một tí gì. Và đang hoạt động tốt các chức năng gồm có băng cassette cửa A, cửa B, radio FM, AM và đường line in. Chiếc này có cả line in, zin theo máy và có thể kết nối với điện thoại, máy tính, TV và thiết bị thu Bluetooth ạ. Ok, và sau đây mời quý vị các bạn chúng ta cùng xem. Đây là phần thân nhựa bên phải các bác nhé. Chúng ta sẽ có những thỉnh thoảng có những cái lốm đốm trắng trắng ấy này. Cái này là cái sơn tường. Ngày xưa các cụ sơn tường nên nó bắn vào và để theo thời gian thì nó cũng lốm đốm nhỏ nhỏ vậy thôi. Chứ nó cũng không ảnh hưởng gì cả. Quan trọng là thân vỏ nó còn cứng cáp, lành lặn, không hề bị bể dập cũng như là chắp vá các bác nhé. Quai sách zin này, anten zin, núm nút là zin hết các bác nhá, không bị lai tạp một tí gì cả. Đây các cần gạt là zin hết này. Chúng ta sẽ có cần gạt chức năng ở đây nhá. Ở dưới cùng là chúng ta sẽ là băng dây, ở trên giữa sẽ là radio và trên cùng nó sẽ là line in. Bên này thì là bốn băng tần của radio gồm có FM, SW2, SW1 và AM. Bên này là volume to nhỏ. Đấy. Cũng rất là dễ sử dụng các bác ạ. Ở dưới đây chúng ta sẽ có một nút nguồn ở dưới đây. Tắt đi thì đèn đỏ nó báo power ở đây sẽ tắt đi. Ta bật nguồn lên thì nó sẽ báo đỏ ở đây. Đấy. Và dò sóng thì nằm ở đây. Năm cần gạt equalizer đang hoạt động bình thường các bác nhé. Tổ hợp phím băng cassette cửa A và cửa B. Đấy. Hai loa là hai loa zin các bác nhé. Loa đang còn rất là đẹp này. Mặt căng sắt vẫn đang còn rất là lành lặn, sạch sẽ và rất là mới. Bên trái cũng vậy. Hai cái củ bát này là hai củ bát zin theo máy các bác nhé. Các bác để ý cái dòng đặc trưng của dòng JVC-W100 là cái rốn loa nó phải bóng và đường gân loa, cái gân ở trong là gân lõm các bác nhé, chứ không phải là gân lồi. Đấy, bác nào mà mua đài mà không để ý tinh ý là chúng ta sẽ bị thay mất đôi bát này và tiếng nó sẽ không hay. Dòng này thì tiếng nó rất là mềm mại, nhẹ nhàng và tiếng tép rất là sáng. Đặc biệt là các bác nghe qua điện thoại thì cực kỳ hay luôn. Đấy, bác nào mà thích nghe những nhạc trên YouTube thì miễn chê luôn. Tiếng cực kỳ là mềm mại và tí nữa các bác sẽ được nghe. Đấy, và đây là hai cửa băng này, các bác để ý này, cái đài đẹp hay không thì nó còn thể hiện cả cái phần mặt nữa. Cái phần mặt logo dò sóng rồi phần hai cửa băng này nó đang đen đều và đang rất là trong nhá, meca nó trong veo à. Đấy, rất là đẹp, hai chân ở dưới này. Ok. Và sau đây em Tuấn sẽ test cái chức năng băng cassette của cửa A. Mời quý vị các bạn chúng ta cùng nghe nhé. Thời tiết rất là nóng và em Tuấn cũng tranh thủ thời gian ngắn thôi. Ngày xưa em nói em chỉ có anh thôi, không ai ngoài anh. Ngày xưa em nói anh như áng mây trôi, theo anh để cuối trời. Muôn kiếp xây đời, rừng lều hoa bên suối, sớm cho nhau mà thôi. Những lúc đường chiều rơi và khi gió lơi, rồi mùa đông băng giá em không ngại sâu tới. Ngày xưa em nói không mơ cao sang hay cây vàng ngàn kia. Ngày xưa em nói anh mơ ước em thôi cho tiếng hoa tím đời. Đôi bóng tiếng rất là hay. Và chúng ta sẽ test qua phần cửa B. Quên. Trời duyên vào nhau tay mãi, tôi phương xa nào đây, cho anh sàn tình yêu, buồn vui có nhau, trên
ngàn câu thương nhớ xanh thắm màu nhớ. Anh đâu hay rằng mẹ quê hương sớm con anh yêu cùng đường xanh hoa. Anh đâu hay. Tiếng rất là hay, hai cửa băng chạy tốc độ rất là chuẩn. Và có một điểm đặc biệt là em chưa có nhắc đến ở cái dòng đài JVC VK100 này là cái dòng cơ của nó rất là bền các bác nhé. Cơ không mấy khi mà nó bị lỗi ạ. Rất là bền. Và chúng ta sẽ test qua phần radio. Sẽ kéo anten lên nhé. Em nó bật rất là nhiều đèn led này là cũng ảnh hưởng đến phần sóng, mong các bác thông cảm. Trời cao rộng. Em trước nha. Bắt rất là nét. Đó là xem xét cân nhắc chính sách vượt tiền lệ như yêu cầu lãi suất cho vay giảm xuống dưới 9%. Thì ta nó tốt hơn, nó sáng lên. Vậy nên là khi mà cho đi một cái lần tốt thì mình nghĩ rằng cân. Chúng ta sẽ test ai em thì chúng ta kéo cái cần gạt này xuống dưới các bác nhé. Hiện giám sát tối cao về chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Đến nay chính phủ đã tích cực triển khai thực hiện nghị quyết 63 và đạt được nhiều kết quả. Ok. Và em Tuấn sẽ test qua phần chức năng line in và chúng ta để cần gạt này lên trên cùng nhá. Tiếng cực hay luôn, mời các bác cùng thưởng thức nhá. Tiếng rất là hay. Dòng JVC thì có tiếng loa thì cực đỉnh cao luôn. Rất là êm tai. Equalizer hoạt động rất là tốt nha. Các bác có thể chỉnh bass tem theo ý mình. Tiếng rất là hay. Ok, và em Tuấn xin phép được dừng cái video test trước đài JVC VK100 ở đây nhé. Đây là một cái đài màu đỏ và cũng ít gặp trên thị trường các bạn. Nếu màu đen thì nó sẽ nhiều hơn. Và giá đợt này thì dành cho bác nào yêu quý dòng đài này thì mua rất là tốt luôn. Vì sao ạ? Giá đợt này rất là tốt. Em sưu tầm được giá nó hợp lý nên là đợt này thì bán hàng nó hơi chậm một tí. Nên là cái hàng hóa nó cũng xuống một tẹo và em mua được rẻ. Nên là đợt này giá rất là tốt, chỉ có 2.500.000 đồng thôi. Nếu mà cái giá này thì năm trước các bác không mua được cái đài này đâu ạ. Từ trước thì toàn phải 2.800.000 cho đến 3.200.000 cho đến 3.500.000 một chiếc JVC VK100 màu đỏ. Mà tìm cũng cực kỳ là hiếm chứ không phải là đơn giản nó mua được cái màu đỏ đâu ạ. Đấy, giá chỉ có 2.500.000 đồng và em Tuấn bao ship toàn quốc cho các bác rồi. Đấy, các bác mua hàng thì gọi điện cho em. Bác nào mà đã mua hàng bên em rồi thì có thể chuyển khoản đủ nhá. Em tặng các bác hai cuốn băng. Còn bác nào mà ship code thì các bác cọc cho em 500.000 trước nhá. Số tiền còn lại là các bác thanh toán nốt khi nhận đài qua bưu điện. Và em Tuấn chỉ gửi hàng qua bưu điện Việt Nam Post thôi, là bưu điện của nhà nước đấy ạ. Số điện thoại của em Tuấn cũng là số Zalo nhé, các bác có thể gọi điện hoặc nhắn tin kết bạn. Số điện thoại là 0822 111 444 nhé. Xin mến chào, hẹn gặp lại.